Trong triển lãm Manila Auto Show 2022, thương hiệu Cherry của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu mẫu xe Tiggo 8 Pro với khách hàng Philippines. Trước Philippines, mẫu xe Trung Quốc này cũng đã ra mắt một thị trường Đông Nam Á khác là Indonesia. Theo tin đồn, thương hiệu Cherry sẽ quay trở lại thị trường Việt Nam trong năm nay sau 10 năm vắng bóng. Trong số những mẫu xe Cherry sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam, có thể bao gồm cả Tiggo 8 Pro. Cherry Tiggo 8 Pro trên thực tế chính là phiên bản quốc tế của Tiggo 8 Plus hiện đang bán tại Trung Quốc. Thuộc phân khúc crossover cỡ chung, mẫu xe này sở hữu chiều dài 4.722mm, chiều rộng 1.860mm, chiều cao 1.745mm và chiều dài cơ sở 2.710mm. Như vậy, Cherry Tiggo 8 Pro có chiều dài cơ sở chỉ ngang ngửa một số mẫu crossover hạng C, như Mazda CX-5 và kém cả Hyundai Tucson. Bên ngoài, Cherry Tiggo 8 Pro có thiết kế khá bắt mắt với lưới tản nhiệt Galaxy Sunside cỡ lớn, đi kèm mắt lưới đa điểm và viền mạ chrome sáng bóng. Bên cạnh đó là cụm đèn pha có thiết kế khá hầm hố và vuốt ngược về phía sau. Bên trong cụm đèn pha còn có hai giải đèn LED định vị ban ngày hình chữ L. Ngoài ra, mẫu crossover Trung Quốc này còn có hốc gió, trung tâm được bao quanh bằng viền kim loại dày dặn và khe gió ở hai bên đầu xe, tích hợp đèn sương mù trước. Bên sườn xe được trang bị nẹp mạ chrome ở viền cửa sổ và trên cửa. Thêm vào đó là bộ vành hợp kim với đường kính 18 inch, nóc dốc về phía sau và đường dập gân nổi bật kéo dài từ cửa sau đến đèn hậu. Đằng sau xe có cụm đèn hậu LED nằm ngang với tạo hình bắt mắt, cánh gió mui, bộ khoách tán gió giả và đầu ống xả giả hình chữ nhật. Mở cửa bước vào bên trong người lái sẽ được chào đón bằng không gian nội thất bọc da chất lượng cao, phối hai màu. Điểm nhấn của mẫu crossover cỡ trung này nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 12.3 in, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12.3 in, hỗ trợ Apple CarPlay, Bluetooth, USB, ra lệnh bằng giọng nói và hệ thống âm thanh 8 loa. Bên cạnh đó là sạc điện thoại thông minh không dây trên cụm điều khiển trung tâm. Lại nói đến cụm điều khiển trung tâm, ở đây chúng ta sẽ bắt gặp một màn hình nữa được dùng để chỉnh hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, cũng như tính năng sưởi ấm và làm mát của ghế. Nằm ngay dưới màn hình này là cần số cơ điện tử của xe. Những trang bị đáng chú ý khác của Cherry Tech Go 8 Pro tại thị trường Philippines bao gồm hệ thống đèn viền nội thất nhiều màu, cổng sạc USB cho hai hàng ghế, cửa gió điều hòa dành cho hàng ghế thứ hai và thứ ba, ghế trước chỉnh điện cũng như cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Nằm bên dưới nắp capo của Cherry Tech Go 8 Pro tại thị trường Philippines là hai tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.6 lít, sản sinh công suất tối đa 183 mã lực và mô men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Thứ hai là hệ chuyển động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 1.5 lít với công suất tối đa 155 mã lực và mô men xoắn cực đại 230 Nm. Động cơ này đi với hai motor điện mạnh 34 mã lực và 54 mã lực thêm vào đó là cụm pin 19 kW, cho phép xe chạy được 95 km mà không cần dùng đến động cơ xăng. Thời gian sạc pin của xe là khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tại thị trường Philippines, Cherry Tiggo 8 Pro bản máy xăng có giá khởi điểm từ 730 triệu. Con số tương ứng của phiên bản phép là 1 tỷ lẻ 60 triệu. Xe cộ XXXX.